1465 hôm nay em sale rẻ cả nhà ơi, chị còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 199.000 đồng thôi nha. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên nâng sớm cho em nha các chị. 1465 kèm số điện thoại. Váy này hiện tại thì em đang có cho cả nhà mình hai size nha các chị, em có cho mình size M và size L ha. 40 kg cho tới tầm 55 kg và em tối nay em tầm 75 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em. Chất là vậy vô nổi cho các chị, mình mặc lên phải nói là siêu thích luôn á các chị. Hôm nay sale rẻ cả nhà ơi, 199.000 đồng thôi, chị còn có giá tiền là 199.000 đồng. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha các chị. Giá gốc bình thường cả nhà mua cái em váy này là 399 đúng không ạ? Nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay chị khách nào mình đặt hàng và có chia sẻ livestream với em giảm giá ngay cho cả nhà mình luôn. Chị còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi ha. Chất vo em mang cho cả nhà mình kỹ lưỡng là hai lớp nha các chị, kèm luôn hai túi nè, khóa kéo phía sau lưng. Mã sản phẩm 1465, mã sản phẩm 1465, giá 199.000 đồng nha các chị. Rồi em chào chị Huỳnh nha, em chào cả nhà mình mới vô. Rồi cố gắng mình đặt hàng sớm nha các chị ơi, sớm lắm luôn á. Vô nổi cho cả nhà mình. Nền vải màu đen này các chị, nền đen thì chấm bi nổi màu đen ha, nền cam chấm bi nổi màu cam này các chị. Cái váy này phải nói rất là nhiều chị thích luôn. Rồi bây giờ nè, đa số thì em sẽ còn cho mình size M và chỉ còn cho cả nhà mình một cái size L cuối cùng. 40 cho tới 55 kg, em tối đa 75 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp cho em luôn. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1465. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em. 1465 kèm số điện thoại cả nhà nha. Một lớp hai túi nè, trên váy sắp ly cho các chị mình, có khóa kéo phía sau lưng. Em chào chị Lenny mà chào cả nhà mình mới vô ạ. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1465 nha các chị, em sale rẻ luôn 99.000 đồng, chỉ còn có giá tiền 199.000 đồng thôi ạ. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh đó chắc chắn là sẽ có đơn ha. Còn chị nào mình đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha các chị ơi. Rồi tất cả những mẫu đồng bên shop em thì thường em chỉ về được cho mình được một lần duy nhất là em qua luôn, chứ không về đi về lại. Cả nhà ôi cái em váy này xinh quá, một cái gam màu rất là ngọt ngào, cái nền vải màu đen á thì nó dễ mặc các chị, mặc lên nhìn nó trắng nè. Rồi phối thêm cho mình hoa màu cam với lại hoa màu hồng hồng nó rất là ngọt luôn, một cái gam màu phải nó quá đẹp cả nhà ơi. Nhanh tay lên đơn sớm em tư vấn ha. Mẫu đang mặc trên người 1465 hôm nay em sale rẻ cho các chị yêu mình luôn ạ. Với mức giá bao nhiêu nè, 199.000 đồng, 40 cho tới tầm 55 kg, em tối thiểu 75 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em luôn. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha các chị. 1465 kèm số điện thoại, mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1465. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em nha. Chị Ngọc My ok chốt ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ lên đơn sớm nha các chị. Có giao hàng không em? Có chị ơi, em giao hàng về tới tận nhà nha. Và khi cả nhà nhận được hàng bên shop á, các trường sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Em có thêm cho chị mình thêm một cái chương trình ưu đãi nữa. Chị khách nào mà mình đặt hàng bên shop em ngày hôm nay dùng đơn hàng cho em 600 sẽ được miễn phí giao hàng Toàn Quốc nha các chị. Một cái em đầm von bi nổi, bông bi nổi đẹp lắm cả nhà ơi, mà có giá bao nhiêu ạ? 199.000 đồng, vai hơi phồng một chút xíu nha các chị, mặc lên không sợ bị chật bắp tay nha cả nhà ơi. Khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1465. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1465 với số điện thoại nha các chị ơi. Hai lớp cho cả nhà mình, kèm luôn hai túi, khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm 1465. Chị cần có giá tiền là 199.000 đồng. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha các chị. Em cao 1m65 tầm này, em mặc dài qua gối nha các chị. Mình thích mình dáng dài á, mình có để dáng dài như vậy mình mặc. Còn chị khách nào mà mình không thích mặc dáng dài có thể lên like cắt ngắn tùy theo ý thích của mình, mà không hề sợ bị mất phong đồng luôn ha. Nhanh tay lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sai. Chị Võ Mai Phương ok chốt ạ. 1465 giá bao nhiêu cả nhà ơi? 199.000 đồng, chỉ còn có giá 199.000 đồng thôi ạ. Form nhất là phải nói là cực kỳ dễ mặc, che đầu phần mụn tốt nữa, mà cái gam màu thì phải nói là siêu xinh luôn á. Các chị mình không nhanh tay đặt hàng nó hết rất là uổng nha các chị. Lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nè. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nè. Chị khách nào mình đặt hàng thì ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1465 giá 199.000 đồng nha các chị. Giá gốc cả nhà mình biết rồi, giá gốc em bán là 399. Nhưng mà duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách nào mình đặt hàng có chia sẻ livestream em giảm giá cho mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi? 199.000 đồng ngay hôm nay ha. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng nha các chị ơi. Rồi chị Nhiên Hy ok có luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người 1465 này các chị, sale rẻ bao nhiêu cả nhà ơi? 199.000 đồng thôi, chị còn có giá tiền 199.000 đồng này các chị. Váy von mềm rũ nè, mặc rất là mát, 2 lớp kèm 2 túi, khóa kéo ẩn thì nằm đằng sau lưng. Mã sản phẩm 1465. Rồi bây giờ chị nào mình đặt hàng đầm này của em nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha các chị. Chị Bảo Bảo 1465 ok có luôn ạ. À, siêu rẻ, cả nhớ giá bao nhiêu ạ? À? 199.000 thôi. Chỉ còn có giá tiền 199.000 đồng thôi cả nhà nha. Chị Tâm Châu ok chốt 1465 luôn. Chị còn có giá tiền là 199.000 đồng. Còn chị khách là mình đặt hàng nữa mình tranh thủ nha các chị ơi. Đừng quên chia sẻ livestream sớm nha, sớm cho em nha cả nhà ơi. 3 lượt thôi. Chia sẻ giúp em 3 lượt thôi cả nhà. Mình chia sẻ lên tường nhà vào nhóm và để với chế độ công khai là được ha. Kiểm tra kỹ vô em một lần nữa 15 giây cuối cùng nha các chị. 1465 199.000 đồng. Nguyên cái em váy von như thế này. Đầm bên sắp em phải nói là chăm chút từ đường may mũi chỉ nè, từ cái form dáng đầm, còn cái màu sắc thì phải nó quá đẹp luôn đúng không các chị ơi. Mà cái em váy này giá bao nhiêu các chị? Có 199.000 đồng thôi à. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm với em tư vấn và chào hàng luôn. 1465 chị còn có giá tiền 199.000 đồng ngày hôm nay. Chị Ngọc Bích xem mà ok chốt luôn ạ. Mẫu đang mặc trên nguồn 1465 giá 199.000 nha các chị. Chị còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm với em nha các chị ơi. Chị còn có giá 199.000 đồng. Chị Ngân đặng ok chốt rồi nè, 199 thôi nè. 1421 em sẽ bếp xuông cho các chị em mình ha. Đầm này thiết kế cổ tròn nha các chị, tay ngắn nè, dáng động bông suông, suông này suông dài nha các chị. Em cầm đến 65, đầm này em mặc nó sẽ dài phủ luôn cả cái bắp chân của em. 40 cho tới 58 kg mình sẽ mặc vừa nha các chị ơi. Hôm nay sắp sale rẻ cho các chị yêu mình luôn. Chị còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 179.000 đồng. Cái chiếc von này mặc thích lắm nha các chị, mềm mại và rất là mát luôn. Phối với cả những 2 mẫu đơn và 2 mẫu đơn có viền ánh nhũ cho các chị yêu mình rất là sang luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1431 nha, cổ tròn tay ngắn dáng nồng phơn chuông. Váy này em sẽ may cho cả nhà mình 2 lớp nha các chị ơi, kèm luôn cả 2 cái túi cao khoa kéo phía sau lưng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1431. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh chắc chắn sẽ có đơn nha các chị. Còn chị khách nào mình đặt hàng chậm quá nó hết hàng ổn nha. Lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng nha các chị ơi. Em chào chị Thu Dương ạ. À, chào cả nhà mình mới vô nha. Đầm dáng suông cả nhà, cực kỳ dễ mặc và che khéo rồi, cái phần bụng rất là tốt. Váy này em sẽ may kỹ cho cả nhà mình luôn 2 lớp nha các chị. Kèm luôn cả 2 túi ở 2 bên như thế này và có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1431. Đầm đang mặc trên người mã số 1431. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm với em nha các chị. 1431 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Em xem ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. Giá gốc bình thường cả nhà mua cái em váy này là 380 đúng không các chị? Trời ơi, đi chơi đi tiệc thoải mái thả ga luôn các chị. Giá bao nhiêu ạ? 179.000 đồng. Chỉ có giá 179.000 đồng thôi. Hôm nay sắp chính thức xả hàng cho cả nhà luôn. Chị khách nào mặc size M thì 40 cho tới 53 kg ha. Còn mặc size L thì từ 53 cho tới 58 kg thì mình sẽ mặc vừa cho em luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1431. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1431 nha các chị ơi. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để dùm em tư vấn và chợ hàng nha. 1431 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nè. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh á chắc chắn là sẽ có đơn ha. Còn chị khách nào mình đặt hàng chồng quá nó hết hàng ổn nha các chị ơi. Đẹp xuất sắc như thế này mà cả nhìn không nhanh ta đặt hàng đó hết rất là ổn nha các chị. 1431 kèm số điện thoại. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1431 ha. Chị nào mình đặt hàng thì ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giúp em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ạ. À. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ạ. À. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm giá 179.000 đồng cả nhà. Cổ tròn tay ngắn, dáng phong suông, 2 lớp 2 túi, khóa kéo hay nằm đằng sau lưng. Chị Lisa ok chốt rồi, chị Thu Dương ok có đơn hàng luôn 1431 luôn. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa mình tranh thủ lên đơn sớm với em nha cả nhà ơi. 1431 em sẽ rẻ 179.000 đồng nha các chị. Đồng quá là xinh luôn. Giá siêu hời, chị chốt trong livestream không áp dụng bên ngoài. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để dùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được cả nhà ha. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm với em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nè. Chị khách nào mình đặt hàng thì ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để dùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mẫu đang mặc trên người 1431 179.000 đồng mà chị. Giá gốc bình thường mình phải mua là 380 đó, hay là mình mua tại cửa hàng cũng 380 luôn nha. Còn trong bài livestream ngày hôm nay 1431 hôm nay em sale rẻ này các chị. Giá bao nhiêu ạ? 179.000 thôi. Đầm siêu xinh giá siêu hời luôn chị Trúc, trong livestream không áp dụng bên ngoài cả nhà nha. 1-2 lớp đầm von thì chắc chắn là sẽ may kỹ cho mình 2 lớp luôn, kèm luôn cả 2 cái túi ở 2 bên nè, có khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1431 nha các chị. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà nha, sao ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để dùm em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chúc ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị ơi. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh á chắc chắn là sẽ có đơn ha, còn chị khách nào mình đặt hàng chậm quá nó hết hàng uổng nha các chị. Lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ size ra cả nhà mình luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1431 nha các chị, giá chỉ có là 179.000 đồng thôi. Đầm siêu đẹp giá siêu hời, chị Thanh Nguyễn ok trước đó là 1431, 40 kg cho tới 58 kg chị ơi. Chị khách nào mặc size M thì 40 cho tới là tầm 53 kg. Còn chị khách nào mặc size L thì tầm 53 cho tới 58 kg mình sẽ mặc vừa ha. Rồi đường may mũi chỉ đây các chị, xuất sắc chưa? Tay ngắn vai hơi phồng nhẹ, dáng xuôi cả nhà mình. Váy này thì em sẽ may cho cả nhà mình 2 lớp nha, kèm luôn cả 2 túi nha các chị ơi, có khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1431. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1431 nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha, đặt nhanh có đơn, đặt hàng trọng qua đó hết hàng nha các chị. Chị Mỹ Huyền 1431 179.000 đồng ok, có đơn hàng luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha, rất là đẹp rất là rẻ luôn cả nhà ơi, quá là xinh. Một cái em đồng trung niên mà 179.000 đồng nó quá rẻ luôn cả nhà ơi, lên đơn liền cho em kẹo lỡ nha các chị. 1431 kèm số điện thoại. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1431. Chị nào mình đặt hàng nhanh chắc chắn là sẽ có đơn nha các chị ơi, còn chị khách nào mình đặt hàng chậm quá nó hết hàng uổng nha. Lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. 1431 giá chỉ có 179.000 đồng. Dạ, livestream này á thì em sẽ sale trên live thôi chị ơi. Đó, nó chỉ kéo dài cho mình tầm có 5 phút thôi à, cho cả nhà mình tranh thủ. 15 giây cuối cùng. 1431 kèm số điện thoại cho em dán xuông nha các chị. Chị Nguyễn Yến nè, chị Ngọc Anh ok dùng đơn hàng cho chị yêu mình luôn, giá 179.000 đồng nha. Em sale lẻ size cả nhà, em sale hàng lẻ size 40 tới 58 kg, em chỉ còn 2 size thôi, chứ nếu như mà em có đủ size thì nó sẽ tới là 70 kg đó chị. Nếu như có đủ size nó sẽ tới 70 kg mà em hết 2 size lớn rồi, em chỉ còn 2 size nhỏ thôi nè. Hoa Nhí về cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1533 ha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tròn nha cả nhà mình, tay ngắn ôm eo, dáng động con xè này các chị, che khéo vào mụn tốt nha, và nhánh eo rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1533. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1533 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Nền bản màu đen nha cả nhà mình, có phối với mình Hoa Nhí Nhí hơi bị xinh luôn á các chị. Khóa kéo ẩn này nằm đằng sau lưng ha. Mẫu đang mặc trên người, mã số 1533. Rồi bây giờ chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1533 kèm số điện thoại nha các chị. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm 1533. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Chị nào mình đặt hàng nhanh chắc chắn có đơn nha các chị, còn mình đặt hàng chậm là nó hết hàng uổng lắm luôn nha. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng luôn. 1533 kèm số điện thoại nha các chị ơi. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1533. Cái chúc von nha các chị, mềm rũ mặt mát, không sợ bị nhăn. Hiện tại shop về hàng cho cả nhà mình được 4 size. Em có cho chị mình size M, size L, XL và 2XL luôn. Từ 40 kg cho tới tầm 65, 66 kg ha, và eo tối đa thì eo tầm 85, 86 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng. 1533 kèm số điện thoại cho mà được nha các chị. Váy von mềm rũ nha các chị ơi, mặc rất là mát luôn. Kỹ lưỡng nha cả nhà mình, 2 lớp, có khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1533. Bây giờ chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng nha. Rồi chị Huỳnh Trần ok chốt 1533 luôn ạ. Chị Ngọc Lành ok chốt 1533. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ. E73 có thêm em có chị, E73 mình mặc cho em size L là vừa chị nha. Váy đẹp phong sang, hàng chất lượng chị chốt trong livestream không áp dụng bên ngoài. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha các chị. Phần cổ tim thì nó chỉ vừa mặt thôi nha, không có quá hở, cả nhà mình yên tâm ha. Tay ngắn này các chị, dáng đồng phong sàng, lớp bên ngoài là von hàng cao cấp, còn lớp bên trong thì em lót cô tầm nha cả nhà mình, rất là đã luôn cả nhà ơi. Đầm siêu đẹp luôn á. Em váy này về nhà nhận được hàng không đẹp không lấy tiền cả nhà mình luôn. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1533. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1533 kèm số điện thoại nha các chị ơi. Hôm nay em sale rẻ luôn ạ. Chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng. Thay vì mình mua tại cửa hàng của em Thay vì mình mua tại cửa hàng của em với mức giá là 450.000 đồng thì bây giờ trong bài livestream ngày hôm nay chị khách nào mình đặt hàng và có chia sẻ livestream em giảm giá cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng thôi ạ. Nhanh tay lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng. Chị Vi Trần OK chốt 1533 luôn ạ. Còn chị nào mình đặt hàng đồng này nữa mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1533 kèm xuyến thoại nha các chị ơi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1533. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha các chị. 1533 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Xinh quá trời quá đất luôn nè. Với cái gam màu này cả nhà thấy đó, nền vải màu đen nè, hoa thì màu đỏ đỏ, khi mà cái trình diện lên đó thì rất là trắng luôn, không hề kén da. Chị nào da ngâm chốt cho em cái mẫu đầm này, mặc lên nhìn trắng tươi luôn ha, mà hoa nhí như vậy nữa mặc lên rất là gọn dáng. Mã sản phẩm 1533 chốt ngay em kẹo lỡ nha các chị. 1533 hôm nay em sẽ rẻ cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 349.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Mình đặt hàng nhanh chắc chắn có đơn, còn chị nào mình đặt hàng chậm nó là hết hàng nha các chị. Lên đơn thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng. Von cho cả nhà mình mềm rũ mặt rất là mát, may kỹ lượng 2 lớp cho cả nhà mình luôn. Có khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng, hàng bao đẹp nha các chị. Được kiểm tra hàng không em? OK thoải mái chị ạ. Mình sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán nha. Ngoài ra bên shop em có thêm cho chị một cái chương trình ưu đãi nữa. Chị khách nào mà mình đặt hàng bên shop em ngày hôm nay mình dồn đơn hàng cho em với chị 600.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc nha. Nhanh tay đặt hàng sớm tại vì lúc nào á các em váy mà hoa nhí á cái gì em về hàng cũng bán chạy hết. Lúc nào hoa nhí về hàng cũng mới chạy hết cho anh cả nhà phải tranh thủ. Chị Huỳnh Phan OK chốt là 1533, giá chỉ có 349.000 đồng 4 size. Chị nào mình đặt hàng nhanh chắc chắn là sẽ có đơn nha các chị. Còn chị khách nào mình đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1533. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh tay lên đơn sớm cho em luôn. 2 lớp cho cả nhà mình, có khóa kéo phía sau lưng. Cái em váy này giá gốc em bán tại cửa hàng là 450.000 đồng nha các chị. Nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay chị khách nào mình đặt hàng có chia sẻ livestream shop giảm giá chỉ còn có 349.000 đồng thôi. Siêu rẻ siêu bèo cả nhà ơi, 349.000 đồng ngay hôm nay. Mã sản phẩm 1533. Chị Thu Dương một cái size L 1533 OK chốt đó nè. Đặt hàng nhớ kỹ mã số cho em nha các chị, tránh trường hợp là mình bình luận cho chị cái em đang mặc hay là cho cái em đang giới thiệu. Cả nhà ơi mình bình luận phải cho em xin mã số 1533 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Cổ tim nè, tay nhánh, ôm phần eo, dáng nằm phông xòe cho cả nhà mình. Váy siêu xinh luôn các chị, về được có đúng một lần rồi em qua luôn chứ không về đi về lại. Đồng hoa nhí cả nhà ngóng chờ đây, chậm tay qua hết hàng với mấy màu và em về được một màu nha chị. Này vải màu đen nè, hoa nhí thì màu đỏ đỏ nhỏ nhỏ dễ thương lắm luôn á chị ơi. Và em sẽ may hơi phòng nhẹ một chút xíu nha, mà không sợ bị giật bắp tay nha các chị. Thường là phần tay nhỏ như vậy á thì em không có lót nha các chị, bạn nó sẽ thoải mái hơn. Còn phần thân váy này em sẽ may kỹ, có đắp lót cho cả nhà mình luôn ạ. Chị Trai Nguyễn OK chốt ạ. Rồi coi chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ lên đơn sớm cho em 1533 kèm số gọi. Chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng thôi ạ. Xinh quá các chị ơi, chậm tay quá nó hết hàng. Size XL tầm bao nhiêu ký và em? Dạ size XL tầm 55 cho tới 60 kg nha. Hiện tại shop có cho cả nhà 4 size dễ chọn. Em có M, L, XL và 2XL cho mình luôn. Từ 40kg cho tới tầm 65-66kg ha. Và em tối đa thì em tập 85-86 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Chị khách nào mình đặt hàng lên đơn sớm thì em tư vấn và chờ hàng luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1533, chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng thôi ạ. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn. Chị Lan Anh OK chốt đơn hàng 1533 luôn nè. Rồi hôm nay sale rẻ cả nhà ơi, 349.000 đồng. 10 giây cuối cùng cả nhà mình kiểm tra kỹ lượng là dùm em một lần nữa nha. Chia sẻ livestream sớm cho shop 3 lượt nè. Mã số 1533 và số điện thoại của mình, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn luôn.